Xin chào tất cả các bạn, trên tay mình đây là con khỉ. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán sản phẩm này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị nhất là giấy thủ công, hai là một chiếc bút dạ, ba là một chiếc kéo với cùng màu dạ.